Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, sau một tuần thì chúng ta lại được trở lại với Cúp C1 châu Âu. Và trong ngày hôm nay thì sẽ diễn ra hai trận đấu tiếp theo của lượt đi vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu, với những trận đấu rất là hấp dẫn và đặc biệt là trận đấu giữa Liverpool với Real Madrid. Theo lịch thì vào lúc 3 giờ đêm nay ngày 22 tháng 2 thì sẽ diễn ra hai trận đấu, đó là Liverpool với Real Madrid và Frankfurt với Napoli. Ở trận đấu giữa Liverpool với Real Madrid thì Liverpool có lợi thế sân nhà. Cần phải nói rằng là trong thời gian gần đây, sau cái vòng chung kết World Cup 2022 thì cả Liverpool và Real Madrid thì đều có phong độ không thực sự tốt. Tuy nhiên hơn một tuần trở lại đây, hai tuần trở lại đây thì cái màn trình diễn của Liverpool và Real Madrid lại tốt dần lên và cái phong độ của họ tốt lên trước đại chiến, giúp cho người hâm mộ được có thể chứng kiến màn trình diễn ấn tượng và một bữa tiệc bóng đá thực sự trên sân vận động Anfield. Và với lợi thế sân nhà mình thì chắc chắn Liverpool sẽ không muốn đánh mất cái lợi thế để mà giành cái kết quả tốt để làm bàn đạp trước cái trận đấu lượt về với Real Madrid. Ở trận đấu này thì Real Madrid lại tổn thất về mặt lực lượng khi Tchouameni và Toni Kroos không có trong danh sách đăng ký thi đấu vì vấn đề sức khỏe. Mọi người đều biết rằng là Tchouameni và Toni Kroos là hai cầu thủ mà có vai trò rất quan trọng trong cái lối chơi của Real Madrid dưới triều đại của huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Cho nên là sự vắng mặt của hai cầu thủ này sẽ khiến cho tuyến giữa của Real Madrid sẽ gặp trục trặc. Mặc dù họ vẫn có những cái gương mặt thay thế như là Camavinga hay là Van Vecde hay là Ceballos. Tuy nhiên những cái sự thay thế này không đảm bảo được cái sức mạnh về hàng phòng ngự cũng như là cái khả năng sáng tạo và chuyền bóng rất tốt của Kroos. Van Vecde có thể kéo về, có thể tạo ra sự đột biến được, nhưng mà Ceballos hay là Camavinga thì cái sự thay thế so với hai cầu thủ mà vắng mặt ở trận đấu này thì cực kỳ khó đấy. Mặc dù thì với cái bản lĩnh của mình thì Real Madrid chắc chắn là cũng sẽ biết cách để vượt qua những khó khăn mà thôi. Và theo nhận định của cá nhân mình ở trận đấu này thì khả năng hai đội bóng sẽ chia điểm trên sân vận động Anfield và sau đó cả hai sẽ trở về sân Bernabeu để mà phân định thắng thua, qua đó giành cái tấm vé đi tiếp. Cái trận đấu còn lại là cuộc so tài của Frankfurt với Napoli. Đây là trận đấu mà đại diện của nước Đức được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại thì Napoli lại đang chơi rất là tốt. Do đó thì nếu như mà không phòng ngự và không có đấu pháp hợp lý thì rất có thể là đại diện nước Đức sẽ gặp bất lợi ngay ở trong trận lượt đi và sẽ khó mà lật ngược được thế cờ trong trận đấu lượt về. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá và dự đoán gì về kết quả của hai trận đấu diễn ra trong ngày hôm nay, đặc biệt là trận đấu giữa Liverpool với Real Madrid? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những video mới nhất khi lên sóng mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.